vào vô đây. Một mình chấp hết à. Ui. Ui rồi ôi, một chiếc xe tăng kìa các bạn ơi. Không lẽ đây là... Ui trời ơi, ơ kìa. Rồi rơi xuống nước rồi. Ok, hello, xin kính chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với chương trình chơi game của kênh các hãng phân đi phim nha. Mình là Hiệp đây. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đến với series game zombie có tên là Grand Theft Auto Long Night, GTA Long Night nha các bạn. Ok, tập trước thì nhân vật chính anh lính đã hy sinh rồi nha các bạn. Hiện tại bây giờ cái nhân vật chính mình đang điều khiển giờ bị hay thế các bạn. Ok, mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình nha các bạn. Và đây chắc có thể sẽ là tập cuối của bộ series game GTA Long Night nha các bạn. Ok, trước khi bắt đầu các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn hit clip, chia sẻ clip và đăng ký kênh cho mình nha. Ok, cảm ơn các bạn nha. Và chúng ta bắt đầu thôi. Ok, mình sẽ vào bên trong này nha các bạn. Còn mấy cái còn lại bên kia mình cũng có đi kiểm tra thử rồi. Mấy cái còn lại này mình làm hết rồi. Còn bây giờ chỉ còn mỗi cái này nữa thôi các bạn ạ. Ok, bắt đầu nha. Vậy là anh đã có kế hoạch để rời khỏi đây rồi phải không? Ok, bây giờ là tụi mình sẽ cùng nhau rời khỏi thành phố nha các bạn. Ok, bắt đầu thôi. Rồi, tất cả mọi người đang giải tán các bạn. Lên xe buýt luôn. Ok, đây là nhiệm vụ cuối cùng nha các bạn. Nào, lên đường thôi. Tụi mình sẽ tới chỗ bến cảng nha. Ở bến cảng có chiếc du thuyền sẵn ở đó rồi các bạn ạ. Ok. Còn mình thì bây giờ thì cứ tiếp tục lái xe thôi. Nếu mình mà dừng lại là bọn zombie nó bu đông đến, nó chặn đường mình luôn. Quẹo sang trái nha. Nào, nhào vô đây. Nhào vô. Trò này tông chết zombie sướng thật. Tối om nhỉ. Ui trời đất ơi. Ok, mình quẹo qua đây nha. Sắp tới rồi các bạn ạ. Rồi mình quẹo qua đây nha. Ok ok. Đây. Tới rồi nha mọi người. Rồi, tất cả mọi người đang lên du thuyền. Còn mình thì sẽ phải tự một mình thủ các bạn ạ. Hãy nhớ mình là mồi. Ok, trời đang sáng nè các bạn ơi. Nào, nhào vô đây. Một mình chấp hết à. Ok, bầu trời đang sáng các bạn ạ. À.
Ok, chiếc du thuyền đang từ từ rời các bạn. Rồi xong rồi. Ok, tất cả mọi người đều rời khỏi an toàn. Ok, lát nữa sẽ có cái bất ngờ đến nè các bạn. Còn không đấy, hết chưa nhở? Không còn một zombie nào đến đây nữa các bạn. Ui. Ui rồi ôi, một chiếc xe tăng kìa các bạn ơi. Không lẽ đây là... Ui trời ơi, ok kìa. Rồi rơi xuống nước rồi. Tôi không thể tin được là anh vẫn còn sống. Tin ư? Nhưng hãy tin vào việc lái huyền đưa chúng ta rời khỏi đây thôi. Ok, chúng ta cũng không hề tin được anh lính vẫn còn sống nha các bạn ơi. Ok, bây giờ mình tới chỗ du huyền thôi. Ok, và đây là kết thúc trò chơi các bạn ạ. Cuối cùng cũng xong. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip chơi game của mình. Xin cảm ơn nha.